8 tháng 4, 8 tổ chức đã công bố cái gọi là thư ngỏ để kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. 8 tổ chức gồm Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền, Đại Việt Quốc dân đảng, Đảng Nhân bản xã hội, Họp mặt Dân chủ, Lực lượng Dân tộc cứu nguy Tổ quốc, Hội nhà báo độc lập Việt Nam và Đài phát thanh Đáp lời sông núi. Luận điệu nhằm cản trở Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền được đưa ra là chúng vu cáo Việt Nam đang vi phạm nhân quyền với hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng, mang tính hệ thống đã kéo dài trong nhiều thập niên qua. Và xuyên tạc rằng Việt Nam ủng hộ Nga tấn công Ukraine dựa trên lá phiếu chống lại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền hồi ngày 7 tháng 4. Tuy nhiên, hồ sơ vi phạm nhân quyền mà thư ngỏ trên nhắc tới chẳng qua là cách ngụy tạo của 8 tổ chức lợi dụng việc Việt Nam bắt và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật để vu cáo đó là vi phạm nhân quyền. Còn về lá phiếu chống của Việt Nam đối với vấn đề loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền thì đài báo đã nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần rằng đó không đồng nghĩa với việc ủng hộ Nga tấn công Ukraine. Nó đơn giản là vì Liên Hợp Quốc đã quá nóng vội với những cáo buộc của Mỹ, phương Tây nhằm vào Nga. Lá phiếu đó chỉ thể hiện quan điểm tôn trọng lẽ phải và công bằng. Điểm qua 8 cái tên kể trên, có thể thấy đó toàn là các tổ chức lợi dụng vấn đề xã hội dân sự lâu nay để chống phá đảng, nhà nước Việt Nam. Dù luôn miệng cho rằng những tổ chức của mình là yêu nước, là thể hiện tiếng nói khách quan, nhưng các tổ chức dân sự này luôn thể hiện tư tưởng chống đối chính quyền, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Việc tiếp tục cháo trở, xuyên tạc tình hình Việt Nam, phủ nhận những thành tựu nhân quyền của Việt Nam, vu cáo Việt Nam không có đủ năng lực để ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cho thấy bộ mặt thật của 8 tổ chức trên. Chúng không phải hoạt động vì lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam, mà chỉ hướng đến thực hiện âm mưu chính trị, làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.